thì giá sẽ cao hơn. Ờ, villa thì giá như nào ấy? Giá thì thường là của 1 phần xéo, bên này là tiền sẵn cũng không nặng nhiều quá. Tầm 2 triệu mấy trở lên rồi. Ok. Chị tới sớm nó có một con xe đi cùng là họ tư vấn cho mình. À không sao, chị tại vì chị làm wedding planner nữa. Chị nhìn không ra là chị cũng biết mà. Dạ. Tức là chị muốn là sẽ hỏi xem là kiểu các cái ấy thôi, chứ còn dạ. Về giá mà các bạn tư vấn được thì tốt, không thì chị hỏi sau. Dạ. Đi bộ trong này cũng ấy phết nhỉ. Dạ. Bên em thì cũng rộng tầm 5 hectare hàng ngày thì đi bộ là chính. Tại vì là kiểu những khách mà, như khách ở đây thì không sao, nhưng mà khách mà ở ngoài vào á, yeah. Thì thường thường họ ăn mặc đẹp và đi guốc đi, chứ đi xa này là... Dạ, cũng có đi cao quả thì cũng... mình đi cũng hay... Tại vì... Thật ra là người Việt mình đi bộ nhiều. Đúng rồi, chính xác. Thành ra nãy cho con nước ngoài rất là họ đi nhiều á, chị biết. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh Việt Nam mình make up xong mà đi giày cao gót và đi vào đây là đi thương á, đấy là cái khu vực là bên em có tổ chức tiệc gì thì nó cũng có rồi ngoài chơi là anh đi đấy. Đúng là chỗ này nó làm những tiệc xinh xinh thì cực đẹp luôn. Khu này quá là đẹp. Style lên đó là xếp một dải bao dài cho cả gia đình và phía ngoài là làm bắt vào hoa chụp ảnh chụp vì đứng khung ảnh đâu ngoài kia. Dạ, con chỉ có bán cho khách lưu trụ là món ăn a la carte thôi. Dạ. Hoặc là lên set có set menu nhưng mà cái loại mà dùng kiểu gia đình ăn chứ không phải là dành để cưới dùng. Thành ra là cái đó là khi đặt là sẽ tư vấn riêng ạ. Ta ở đây làm kiểu những cái tiệc mà intimate ấy, ấm cúng ấy. Thì thì cũng có lúc là mấy cái công ty tổ chức tiệc tín đưa đến đây chứ cũng có tổ chức ở đây. Đợt đó cũng khá là đúng. Là sân khấu, thực ra là sân khấu ở chỗ này nó hơi hạn chế vì nó hơi thấp. Nhỏ, chứ không có đồng tâm đến. Nhưng mà từ bây giờ tháng 9 nhá, tháng 9 đã khá mát rồi mà tháng 7, chỉ tới tháng 7 trong ngoài này sẽ nóng đúng không? À, tháng 7 gì hả? Ngoài này thì bá thì nói chung bá của bên em hẳn cũng ảnh hưởng tới khách bên ngoài. Dạ. À, nhưng mà khi mà mình tổ chức tiệc ở ngoài là âm thanh lớn. Dạ, là hơi có hạn chế. Chào. Huế mà tìm được cái không gian tập ok luôn. Dạ. À, có không cái bên em có cái resort là về Đà Nẵng trên đường vào Đà Nẵng. Hồi xa. Đó thì hồi xa. Chị hôm thứ này trông cho hỏi kiểu nó xa quá. Dạ. Chỗ không gian đây thì đẹp thật. Thì cũng chưa về dự kiến thì chỉ còn đi ở phía bên ngoài á, em chưa vào ngân hàng nó cũng không có rõ lắm mà. Lễ tính nó rồi thì em có quá rồi ngân hàng chưa nữa. Chào. Các không gian chung ở đây là mình đi hết rồi đúng không? Còn lại là chỉ là các cái căn villa thôi đúng không? Dạ. Tên lễ căn đây sao? Giống một đợt trước mà của lễ tiệc hôn nọ là họ đặt một cái chỗ ở dưới